người khôn con mắt đen xỉ, người dại con mắt nửa trì nửa thau, những người tì hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người, con lợn mắt trắng thì nuôi, những người mắt trắng đánh hoài đuổi đi, đàn bà con mắt lá răm. Lông mày lá liễu đáng trăm đồng tiền các cụ ta từ xa xưa đã đúc kết bao câu ca dao tục ngữ về đôi mắt, chỉ từ đôi mắt mà đoán định được rất nhiều điều về con người. Tuy nhiên, sự tổng kết của dân gian không phải lúc nào cũng chính xác không phải ai mắt trắng dã cũng là kẻ xấu cũng chưa hẳn ai mắt đen xì đã là người khôn tướng mắt có vị trí rất quan trọng trong nhân tướng học tự xem tướng mắt cũng có thể đoán định được rất nhiều điều về vận mệnh cuộc đời hôm nay hội nhóm lý số sẽ hé lộ với các bạn một số tướng mắt để bạn chỉ cần nhìn vào mắt thôi cũng đủ để nhìn thấu số phận một con người chấm một tự xem tướng mắt âm dương nhãn âm dương nhãn dùng để chỉ đôi mắt trông như nửa nhắm nửa mở trong trạng thái khép hờ trông có vẻ thất thần nhưng đôi khi lại có những tia mắt bắn thẳng ra rất nhanh và mạnh mang theo thần lực bất phàm theo nhân tướng học người có âm dương nhãn là người có giác quan thứ sáu cực kỳ mạnh họ có tiềm năng phát triển rất lớn về khoa học huyền bí nhìn thấy những điều kỳ lạ mà người thường không thể thấy được nếu âm dương nhãn mà có phần mù mắt và bọng mắt phía dưới bằng nhau thì là tướng đại quý song nếu hai phần này khoảng cách rộng hẹp khác nhau thì cực kỳ xấu bởi đó là tướng người chết bất đắc kỳ tử Tuy nhiên, với trường hợp này còn phải xem thêm tướng bàn tay. Nếu đường trí tuệ chạy thẳng lên trên và giao với đường tâm huyết ở dưới ngón nhẫn thì là người mệnh yểu, còn giao nhau ở dưới ngón út thì có điểm chết đột ngột bất ngờ. Còn đường sinh mệnh mà bị đứt quãng nữa thì đây là người có số bất đắc kỳ tử. Xem tướng đôi mắt, nếu người có âm dương nhãn mà con người đứng thẳng thì đây là tướng lãnh tụ. Nếu đường trí tuệ trên bàn tay rõ, đẹp và đường thái dương chạy thẳng, đậm thì người này có đường quan lộc cực kỳ hanh thông. Làm tới vị trí cao, công danh hiển hách chấm 2. Tự xem tướng mắt, con ngươi đổ vào. Người có đôi mắt mà con ngươi có dáng đổ vào trong, phần trên của mắt như từ xương chân mày dốc xuống, phần mi dưới lại sâu vào trong quý mắt thì là tướng cận quý, tức ở vị trí thân cận với những người quyền quý. Nếu mắt có con ngươi đổ vào mà con ngươi lại màu đồng thì là người ở gần vua chúa. Đây là người khó lòng an phận thủ thường, luôn luôn khát khao làm được điều gì đó nổi bật khác người vang danh thiên hạ người này có máu ganh đua có dùng thủ đoạn nhưng không hèn hạ chấm ba tự xem tướng mắt con ngươi đổ ra với những người có mắt đổ ra con ngươi thường phẳng mắt lồi rõ ra ngoài phần trên của mắt như nhô ra khỏi xương chân mày phần dưới nhìn giống như nằm ngoài hốc mắt người này có đầu óc tư duy biết tính toán luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi chuyện cũng hoạch định từng bước phát triển của bản thân đây là tướng mắt thường gặp ở các nhà chính trị gia thương nhân hay các vị tướng tài về quân sự cựu tổng thống mỹ nixon cũng có đôi mắt mang tướng này tuy nhiên cần đặc biệt chú ý con ngươi phải phẳng nếu con ngươi vồng lên thì là tướng người bất nhân xem bàn tay mà đường trí tuệ ngắn và đậm nữa thì đó chắc chắn là người thô lỗ vô nhân đạo là kẻ phản phúc cần tránh xa còn nếu mắt có con ngươi đổ ra con ngươi phẳng và màu tím nhạt trong veo thì đó sẽ là người có tài năng thiên bẩm về một lĩnh vực nào đó chấm bốn tự xem tướng mắt mắt sách người có mắt sách về đuôi có năng khiếu về văn học nghệ thuật hoặc võ nghệ các nghệ sĩ đại tài hay các võ tướng võ sĩ hay có đuôi mắt sách lên tỏ rõ uy lực chấm năm tự xem tướng mắt mắt ngắn có viền hình con cá xem tướng khuôn mặt mắt ngắn không được xem là quý tướng nên đề phòng với những người này còn nếu nhìn mắt có thần mắt nhanh thì đó là người tinh nghịch lanh lợi người mắt ngắn mà xem tướng tay lại thấy đường trí tuệ ngoằn ngoèo thì hay nản trí thiếu tự tin, dễ nản lòng. Con đường trí tuệ ngoằn ngoèo nhưng lại có màu sắc khác nhau theo từng quãng thì là kẻ gian manh, đề tiện. Nếu đường trí tuệ vừa ngoằn ngoèo lại đậm nét, có nút thắt thì đó là người sẵn sàng bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, là người nguy hiểm.